Sửa soạn xong chưa? Con phải giúp tiểu thư đón tiếp chàng Trương Chi cho thật là lịch thiệp nghe. Dạ, những gì quan dạy con đã vâng theo và làm đúng như lời. Dạ, giờ này hẳn là chàng Trương Chi sắp tới à? Con hãy vào mời tiểu thư ra đây cho ta. Dạ. Tội nghiệp, nó ốm tương tư vò vó bao ngày vì tiếng hát Trương Chi. Tiểu thư con quan đầu triều lại tương tư một anh lái đò trên sông. Nhưng ta nào cố chấp, miễn là chữa bệnh cho con. Dạ. Kìa con, con ơi, cha đã triều con cho mời chàng Trương Chi tới và cho con được tiếp kiến chàng ngay ở nơi đây. Dạ, con đội ơn cha. Con à, cha cũng xuất thân từ kẻ nghèo hèn, nhờ rùi mài kinh sử rồi việc quan chăm chỉ mà được nhà vua cất nhắc tin dùng. Nay dù cha đang đứng đầu triều, vẫn không quên mình thuở Hàn Vi mò cua bắt ốc. Kìa cha, nào dám khinh ai chân lấm tay bùn. Hiểm một nỗi, có hoàng công tử tới cầu hôn, cho nên cha thật cũng khó bề từ chối. Con ơi, đường muôn ngả không dễ gì chọn lối, có nhân tâm
còn trông được ý, ý trời. Chuyện sẽ tới kết tóc một ni đời, mấy ai chẳng ơi chứ nhờ nơi mà duyên đi phận đi. Dạ thưa cha, con xin được một lần kiến diện đi. Người đã ngân vàng tiếng hát giữa dòng mây xanh, vì duyên này trời Phật tăng ni con ơi, nếu con đã hết lòng yêu thương người lái đò thì cha cũng không hẹp lượng. Xưa kia Hàn Tín đi câu mà sau lại cầm quân trăm vạn, biết đâu anh lái đò bần bạch lại có thể nên người trèo trống giang sơn. À, cha cho con được tùy lòng lựa chọn. Dạ con đội ơn cha. Con hãy đứng lên. Thị Hường em. Dạ. Ta sống thật hay mơ? Có thật là chàng sẽ đến đây để cùng ta thề nguyện? Em hãy mách bảo ta đi. Ta phải chọn lời nào cho đẹp? Ta ngỏ ý cùng chàng hay cứ để cho chàng ngỏ ý cùng ta? Kìa tiểu thư, em biết mách bảo tiểu thư như thế nào cho phải, mà em đã cùng ai ước bao giờ? Xin tiểu thư cứ thực lòng mà nói thì chắc rằng lời đẹp ý hay. Ôi, nơi đây từ giữa lầu Tây chứ không phải trên dòng nước biếc. Tiếng hát của chàng sẽ ru ta trong giấc ngủ êm đềm. Hoa nở ngoài vườn kia sẽ thêm hương sắc. Con chim ảnh hổ thẹn bay đi vì phải chịu thua tiếng hát của chàng. Ôi, tiểu thư hôm nay đẹp quá. Không đâu, ta yếu mệt bao ngày vò võ mà tưởng chừng hoa héo lại tươi. Hương ơi, gương chàng tuổi sầu khi soi cho đôi má đào tơ, gương càng sáng khi soi người xinh đẹp. Kìa là đôi mắt ngọc, kìa là mái tóc mây trông càng đẹp. Dễ gì tiếng có được tại ánh mắt khát khao bao niềm. Về cùng hoa lá như trận mưa rào chút xuống đồng khô. Ta đẹp tươi ư? Không, tiếng hát của chàng đẹp đấy. Ôi, ta biết chọn lời nào
cho xứng với tấm lòng ta muốn ngỏ cùng ai. Biết mấy anh nghĩ ơi tài phân chưa ai người tiểu thư, tôi đã mời được anh Trương Chi về đây rồi ạ. Ôi, chàng đã đến rồi ư? Cảm ơn lão. Lão hãy mời chàng xuống thuyền ra lầu bát giác nghe. Dạ. Thị Hường em. Dạ. Hôm nay ta muốn mời chàng ra giữa hồ Tây để đón hương sen đầu hạ, đón gió mát Tây Hồ. Thị Hường em. Dạ. Em hãy mau vào sửa soạn để ta đón tiếp chàng Trương. Dạ. Xin kính chào tiểu thư. À, tiểu thư, tiểu thư. Thị Hường em. Dạ. Em hãy mời chàng ngồi. Dạ. Tiểu thư mời quý khách ngồi chơi để tiểu thư tiếp kiến ạ. Xin người thô lỗi. Vừa rồi tôi vốn đang yếu mệt, bị một cơn gió lạnh bất thần. Kìa, xin mời chàng ngồi. Hôm nay tiểu thư xem mình khó ở, vậy tôi xin được ra về để tiểu thư yên tĩnh. Xin hãy khoan. Biết, biết đến khi nào gặp lại, nên chàng đừng vội ra về. Ta mời chàng đến đây là để được tạ ơn chàng, vì chàng đã cho ta nghe tiếng hát của chàng vang vọng trên sông. Thưa tiểu thư, tiếng hát quê mùa dân dã có đáng chi đâu mà động đến lòng vàng.
Không, tiếng hát của chàng hay lắm. Tiếng hát của chàng mênh mang như biển cả, mềm mại dịu dàng như làn gió thoảng, ấm như bếp lửa đêm đông, mát như dòng mưa mùa hạ. Tiếng hát ngọt ngào, tiếng hát ngọt ngào như hương lan hương huệ. Tiếng hát trong như hạt ngọc minh châu, khi chàng cất lên tiếng hát trên sông, con cá không bơi lội, làn mây không trôi đi, con chim sẻ ngoài đồng hay con oanh vàng trong liễu đều phải ngừng tiếng hót để được lắng nghe tiếng hát của chàng. Huống hồ những ai đa cảm đa sầu thì không yêu tiếng hát của chàng sao được. Cảm ơn tiểu thư. Tiểu thư đã dành cho tiếng hát của tôi những lời đẹp đẽ. Chỉ e tiếng hát người lái đò trên sông chẳng xứng với lời khen. Có lẽ tiểu thư mường tượng thế thôi, chứ một kẻ quê mùa thô kệch sao có được chút tài hoa đáng sánh với ngọc vàng. Không, ta không mường tượng ra đâu. Tiếng hát của chàng là vậy, chàng khiêm nhường quá chừng. Ta đâu dám khinh ai chân bồn tay lắm, phấn thực lòng quý trọng tài hoa. Tôi biết tiểu thư vẫn nghĩ rằng quả cam ngọt thì vỏ ngoài tươi đỏ, bông huệ thơm thì cánh trắng mịn màng. Tiểu thư không ngờ củ ấu gai thơm bùi là vậy, mà cái vỏ bọc ngoài đen sạm như tro. Sự thật và ước mơ là hai điều khác biệt. Tôi có lỗi vì đã đem đến đây cái thật để tan đi một giấc mộng vàng. Không, xin chàng đừng nghĩ như vậy. Vì ta yêu tiếng hát mà ta mời chàng đến để tạ ơn. Xin mời chàng cạn chén rượu nồng mừng cho tiếng hát. Cảm ơn tiểu thư. Rượu vẫn còn nồng, nhưng tình đời đã nhạt. Thưa tiểu thư, đã chót tường chua ngọt biết đắng hay là cay, uống cùng nhau hồ rượu đây lòng ta chẳng phiền chàng tới đây tiếp kiến, vậy mà không làm đẹp lòng chàng, thực là có lỗi. Xin chàng rộng lòng miễn thứ. Thị Hường em. Dạ. Gọi có chút quà, mừng ngày gặp gỡ một đấng tài hoa, xin chàng vui lòng tiếp nhận. Trương Chi, nếu chàng chẳng chê, sinh thự của cha ta chật hẹp, tiếng xe ngựa ồn ào,
thì xin được mời chàng đến đây tưới nước cho hoa, xén tường sầm bụt. Cha ta sẽ hậu đãi chàng. Ta sẽ được nghe tiếng hát ngay ở lầu Tây, chứ không phải từ trên dòng sông vẳng lại. Còn chàng sẽ được giã từ bến sông lạnh lẽo, con thuyền bồng bềnh, màn sương chiếu đất. Vậy chàng có thuận ý hay chăng? Ôn tiểu thư đã có lòng thương người nghèo khó, nhưng tôi đến đây không phải vì mình, càng không phải để cầu xin một chút lòng thương hại. Và chăng tiếng hát của tôi có phải đâu đáng giá một thoi vàng? Tôi không bao giờ bán cho ai tiếng hát, càng không thể bán đi nhân cách của mình. Tiếng hát của tôi không thể cất lên để va phải những bức tường dinh quan cao ngất, rồi thu mình chật hẹp trong những hàng rào sâm bụt vây quanh. Tiếng hát của tôi không dùng để tưới hoa hay xua đuổi đàn chim sẻ, không phải để mua vui cho những ai nhàn hạ trong tháng ngày tẻ nhạt bâng quâng. Kìa Trương Chi, sao chàng lại nổi giận với ta? Rượu ngon chẳng uống, vàng mười cũng chê. Chẳng lẽ sự trân trọng của ta lại được đền đáp bằng sự dửng dưng lãnh đạm của chàng? Thưa tiểu thư, sự trân trọng không đo bằng vàng bạc. Phương ngôn có câu: trọng người, người mới trọng ta. Tôi tự nghĩ mình phải đối xử với tiểu thư như tiểu thư đối xử với mình. Vậy chàng cho rằng ta lãnh đạm với chàng ư? Thưa tiểu thư, nếu chỉ để cảm ơn tiếng hát thì tiểu thư đã chẳng phải mời tôi đến tận lầu Tây. Tiếc thay, tôi hiện ra đã chẳng như người bấy lâu mơ tưởng. Tiểu thư hãy nhìn lại mà xem. Chiếc gương mà bấy lâu tiểu thư hằng mong ước vỡ rồi. Tiểu thư gắng tỏ ra mình là người lịch thiệp, nhưng chính trong ánh mắt của tiểu thư thầm nói với tôi rằng: thôi, người đến đây làm chi nữa, ta chỉ cần tiếng hát của người thôi. Tôi ở đến lúc này đã là quá muộn, xin phép tiểu thư tôi trở về. Chắc giờ này khách qua sông đang đợi và mái chèo dòng nước đang mong. Trương Chi, nắng ơi nắng ngà, bóng xế trách miên I
mà khi gặp được người thì lại dửng dưng. Em biết tiếng hát của chàng làm tiểu thư say đắm. Khi nghe tiếng hát, tiểu thư tưởng tượng thấy một chàng trai khôi ngô tuấn tú, mắt vượng mày ngài, sáng vẻ văn nhân. Nhưng khi đứng trước tiểu thư là một chàng trai xấu xí quê mùa, thì tiểu thư chẳng thể tin rằng đó là người vẫn cất lên tiếng hát. Thị Hường em, sự thật đây ư? Sự thật đã chẳng như ta vẫn thường mơ tưởng. Chàng đã hiện ra chẳng được như tiếng hát của chàng. Sự thật sao phụ phàng với ta làm vậy? Tình ta biết gửi vào ai? Chàng quả là người có nhân cách cao thượng, đáng trọng, đáng yêu. Chỉ tiếc thay, cái vẻ bề ngoài xấu xí đã át đi vẻ đẹp bên trong. Có phải chăng tất cả vẻ đẹp của chàng đã dồn vào tiếng hát? Chàng đã đến đây, sao tiểu thư lại để chàng về? Hay tiểu thư khe khát quá chăng? Tiểu thư muốn ngọc lành không có vết, nên tay nắm được rồi mà lại để buông rơi. Gương vỡ thật rồi ư? Gương đã vỡ hay mặt ta chia làm hai mảnh? Một nửa cũng dịu hiền tả cảm ưu tư, một nửa lại kiêu kỳ vênh vang đài các. Gương đã vỡ hay hình bóng khách chung tình tan theo giấc mơ hoa? Sang sân vô bờ, người ơi xin đừng đứng quên nhau. Người ơi, chèo chưa buông mai, cánh thơ nào, xong rồi chứ? Ta hỏi xong rồi chứ? Tường có mặt, vách có tài. Tôi đã bò vào gầm giường,
Em bỏ ngay ở cái thang giường dưới đầu tiểu thư rồi. Liệu đạo bùa này có linh nghiệm hay lại như hai đạo bùa đã yểm hôm trước? Nghĩa ra bùa yêu tôi đã yểm, thuốc dấu tôi đã cho. Dù có là công chúa kiêu kỳ thì cũng phải say như điếu đổ. Công tử biết đấy, đức kim thượng say đắm đông cung hoàng hậu. Vậy mà chỉ một đạo bùa của tôi đã chuyển sang sùng ái tuyên phi. Ai hòa tây đình là cũng vì bùa yêu linh nghiệm. Cha ta đã cứu thầy thoát chết vì cái tội yểm bùa làm mê hoặc nhà vua. Cho nên hôm nay thầy phải giúp ta lấy được nàng Mị Nương, còn quan lớn đầu triều. Khó lắm, việc này thật khó vô cùng. Dạo này bùa bà của thầy thế nào mà yểm mấy đạo rồi chẳng ăn thua gì cả? Cha nàng thì viên cớ rằng con mình bị ốm chẳng nhận lễ cầu hôn, còn nàng thì xua đuổi ta mỗi khi ta sang thăm bệnh và không cho ta bén mảng đến chân giường. Ngài cười cái gì? À, gái đẹp làm kiêu, gái đẹp làm kiêu là cái thói bình thường. Đây mày đấy đấy kiều thì đây cũng phải khiêm nhường. Đây mày đấy đấy kiều đây cũng phải khiêm nhường. Dấu trò là trò, dấu trò chui xuống nhà ý à, gầm giường thì cứ chu lụy một người nạt muôn người. Muốn làm dễ quan lớn để có thêm uy thế thì phải lụy trốn lầu tây. Vậy là nhà thầy đã đi guốc vào trong bụng ta rồi đó. Chính vì ước ao như vậy mà ta phải hạ mình luồn cúi dưới màn loan. Người ta bảo thằng con trai đi ở rể như chó chui gầm chạn. Nhưng ta tha chui gầm chạn hoặc rúc gầm giường mà được làm rể quan lớn đầu triều thì ta cũng cam lòng. Bỗng lộc quan sang, bỗng lộc quan sang như giấc mộng nam kha cứ chập chờn trước mắt. Ngày hiển vinh, ngày hiển vinh đang đợi chờ ta. Nam Kha giấc mộng chập chờn, quan sang bóng lộc ắt có ngày hiển vinh. Là ta đây à. Nào mời công tử à. Úi giời, mời công tử. Ah! 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 Ah!
này có chuyện gì? Thuốc tốt à? Thuốc làm sao? Thuốc cháy rồi. Ôi trời ơi, thằng ngu ơi, quan lớn bằng lòng cho tao xác thuốc hầu bệnh tiểu thư đâu phải là chuyện dễ. Tình nghĩa của tao với tiểu thư là ở lưng cơm bát thuốc ấy, vậy mà mày làm cháy thuốc, mày làm bỉ mặt tao. Mày cười cái gì? Công tử ơi, công tử ơi. Sao? Người ta vẫn bảo rằng thuốc cháy cơm khê là điều suối quẩy, nhưng đối với công tử, cơm ngon thuốc ngọt thì cũng có may mắn gì đâu. Cái thằng. Còn bệnh này khó tính lắm. Cô hầu tiểu thư đã nói cho con biết rằng thuốc sắc công phu là thế, lại phải cất công tử dinh quan nhà đem sang. Vậy mà ấy mày có ý, uống ý, cho đâu có người ý, lại khinh ý, nhau ý. Tiếc cây công con biết nguyện đôi mắt này à, suốt đêm đi thâu ý, ngày dài. Tiếc công con hầu con hầu đi với hạ ngài. Thằng kia lại tao bảo mày ý, mày hầu tao thì được dạ nhá. Vâng ạ. Chứ dạ mày dạ mà hạ tao ấy dạ vâng. Là tao chém cổ. Cầm. Công tử có các vàng ấy thì con cũng chịu. Công tử đã hạ mình đến mức mà cho phép con hạ nữa, con không biết hạ xuống đâu. Thôi được, đi rửa sạch ấm, sắc chén thuốc khác, mau lên. Công tử ơi. Sao? Con trộm nghĩ công tử theo đuổi mãi mà làm chi, cứ nhờ thầy phù thủy đây hóa phép ra ấy, thì cứ gọi là vô số đàn bà con gái đẹp về. Ta có thể hóa phép ra ngay được, nhưng nó chỉ là những đồ hàng mã. Âm binh của ta không có tài xoay chuyển sự đời mưu mẹo như công tử anh đâu. Thôi, anh cứ chịu khó sắc thuốc đi. Mai đây công tử cưới được tiểu thư làm vợ thì cái chức tuần ti trông coi việc sông đê công tử sẽ nhường cho anh đấy. Chết, con đâu dám ước. Làm sao anh khóc? Thầy xui con mơ mộng cao sang thì con cũng đến sầu lòng tủi dạ mà tiếc thương cho số phận mình thôi. Thôi, đi rửa ấm, sắc thuốc mau lên. Dạ, bẩm con lui ạ. Đi đi. Công tử được quan lớn cho hầu bệnh tiểu thư là thuận tiện cho công tử lắm. Hiềm một nỗi, công tử vẫn chưa lọt được vào con mắt của tiểu thư. Thuốc giấu bùa yêu còn vô hiệu. Công tử có biết vì sao không? Dạ thầy có biết vì sao không? Tôi biết. Khi bò vào gầm giường yểm bùa, tôi nằm sát dưới gầm giường, tôi biết. Tiểu thư cứ lẩm bẩm một mình. Lẩm bẩm điều gì? Về tiếng hát Trương Chi. Tiếng hát Trương Chi? Không phải. Mị nương có thèm để ý gì đến tên lái đò thô kệch cái đâu. Đúng. Đúng là mị nương không thèm để ý tới cái gã Trương Chi đó.
Nhưng tiếng hát của nó đã làm sao đồng lòng người, khơi gợi bao điều mơ ước. Tiểu thư mơ ước cao siêu, tiếng hát chương trình. Mà công tử thì lại trần gì có thế. Chẳng khác nào người ta mơ ước có vàng mà chỉ gặp được đồng thau. Bây giờ phải làm thế nào? Phải làm thế nào? Lại đây. Muốn cho thuốc giấu bùa yêu linh nghiệm thì phải trừ khử ngay tiếng hát chương chi. Thì ra đối thủ của ta lại là tiếng hát à? Đúng. Tiếng hát cứ thêu dệt ước mơ, còn ta thì trần xì thô kệch, cho nên ta chẳng lọt vào đôi mắt của nàng. Thôi được, ta làm tuần ti coi việc đỏ giang sông nước cả một vùng này. Nơi hắn trèo đỏ lại thuộc đất phong hầu lập ấp của cha con ta. Ta sẽ tìm kế vu oan giá họa, trừ khử Trương Chi, dễ như thò tay vào túi áo. Này, ông lại đây. Ông nóng nhanh quá đây. Không cần giết, chỉ cần cấm, cấm cho nó hát là được. Cấm không cho nó hát à? Ta cầm giận tiếng hát, ta oán thù tiếng hát. Bây giờ ra mang hai thanh đoản đao thật sắc ra đây cho ta. Ra dạ bẩm công tử, đao đây. Sắc thật chứ? Dạ bẩm công tử, chỉ cần hạ đao xuống là không còn dính một tí da. Chúng mày chém thử ta coi. Chém ở đâu? Đồ ngu lại. Chém ở tiếng hát. Nhưng mà tiếng hát ở đâu ạ? Cái chẳng tiếng hát từ dòng sông vọng về từ lầu Tây. Tìm đi, máu lên. Dạ, tìm lên. Tìm lên. Nhanh lên. Đây rồi. Hoàn thành tiếng hát rồi. Thấy rồi à? Thấy rồi ạ. Vùng đào lên. Dạ. Vùng đào. Chém. Hát cho ngân dài dòng sông gió đưa ngát hương ruộng đồng lúa thơm ngào ngạt. Bao yêu thương càng tha thiết với quê từng
con nước uống bâng khuâng thời con nước lúc vui mày trèo đò, ai cho mày hát? Thưa quan tuần ti, nhà tôi đã ba đời cầm trèo khuấy nước đưa khách qua sông, thuế bến thuế đò tôi vẫn mang đến trạm tuần nộp đúng kỳ hạn, còn hát hay không là bởi lòng mình cho phép. Thằng kia, mày lên ngay đây cho quan tuần ti bảo đây. Nà, ai cho mày hát như thế? Mày phải hát như thế này này. Con cò con bạc, con cò con bạc, ăn lần qua lưới nọ bồ nông qua lưới nọ bồ nông trông vui chưa. Ba con cùng béo, ba con cùng béo, mày còn nào cho tao là cái bông cái tùng cái đẹp ấy, là cái bông cái tùng cái đẹp cho lũ trẻ đời, ai cầm đoán gì mày để đâu. Mày hát như thế thì ai cấm gì mày đâu. Tôi hát lên nghĩa đời thiết tha, tình người nhân hậu, cho làng xóm thương nhau, cho gia đình hòa thuận, cho trai gái trao tình. Chả nhẽ tiếng hát yêu đời lại đáng cấm vậy sao? Tiếng hát của mày, tiếng hát của mày như thế nó mới tai hại chứ. Nó làm cho người thục nữ nơi khuê các buồn rầu, kẻ trượng phu trên yên cương chán nản. Nó mách bảo lũ nho sinh nghĩ sằng nói bậy mà chê sách thánh hiền. Nó xúi dục lũ quê mùa đòi ăn ngon mặc đẹp mà chẳng chịu cam thân phận tôi đòi. Nghe tiếng hát của mày, tên đầy tớ không bằng lòng với chủ. Con ngựa ký ngựa kỳ, bốc hóa ngựa bất kham. Mảnh đất cha con ta đang phát vận hiển vinh mà không khéo ấy, hóa thành đất nghịch. Quan tuần ti nói chi mà kỳ lạ vậy? Dân chúng tôi thì lại mê tiếng hát chương chi. Đúng, dân chúng tôi thì lại mê tiếng hát chương chi. Tiếng hát chương chi làm cho cỏ cây xanh tốt, dòng nước hiền hòa, cho thôn ấp tươi vui, vạn trải đầm ấm. Tiếng hát như khí trời buổi sớm, như giọt nước mưa trong, như hạt muối trắng ngần, lưng cơm thơm dẻo. Dân chúng tôi không thể thiếu đi tiếng hát của chàng Trương. Đúng, không thể thiếu đi tiếng hát của chàng Trương. Thiếu hay thừa thì cũng mặc. Đất có thổ công, sông có hà bá. Vùng này trong khoảng dọc ngang 10 dặm là đất phong hầu lập ấp của cha con ta. Trên có đức vua thay trời trị nước, dưới có cha con ta làm chúa đất này. Thế cho nên ngoài luật lệ của hoàng triều còn có phép tắc của cha con ta nữa đấy. Ta cấm đến nãy đò chương chi từ nay không được hát nữa nghe. Sao có thể cấm đoán vô lý như thế được? Đã nghèo khổ lại không tiếng hát, người ta còn biết sống làm sao? Ruột đã
xót mi bao bao cay đắng lầm than cuộc đời ruột đã nghĩ xót mi bao mày phải nên nhớ rằng cái lý của mày, cái lý của chúng mày không sắc bằng cái lý của tao. Tốt binh, dạ hãy nghe tao ra lệnh. Nó cất lên tiếng hát chém đầu. Không, không thể cấm đoán vô lý như thế được. Không thể vô lý như thế được. Này này, thôi mày ạ, cứ ngủ quách đi cho đã. Chứ tao thấy kẻ cay người ngủ cũng chỉ được có nửa giấc chiêm bao. Không được, tao với mày ngủ say, nhỡ Trường Chi hát thì chúng mình chết. À, này, anh ấy đang lên kia kìa. Này anh Trường Chi ơi, buồn bực mà làm chi, hãy nghỉ đi anh bạn ạ. Một giấc mơ đẹp sẽ làm anh khuây khỏa, tội gì mà nghĩ ngợi mãi. Tôi trông anh gầy rộc hẳn đi đấy. Phải đấy anh Trương Chi ạ. À, anh ngủ đi cho khỏe, không hát ý, thì cũng có chết ai đâu. Đúng đấy anh ạ. Sao lại không chết ai? Thưa hai bác, thế hai bác không nhìn thấy cái chết ấy sao? Nếu người ta không được nghe tiếng hát chứa chan tình nhân hậu thì người ta sẽ phải nghe những tiếng côn trùng rầu rĩ khóc than. Trên môi thắm những nụ cười sẽ tắt, và quanh gò má dạm buồn nước mắt lại tuôn rơi. Người ta vẫn sống với vóc hình khỏe khoắn, nhưng lại đang chết dần trong tình nghĩa phôi pha, đạo lý suy đồi. Của nó mà. Đúng đấy anh ạ. Không,
Hai bác thử nghĩ mà xem, cái khoảng cách mênh mông giữa đất trời là vậy mà có bao giờ im lặng được đâu. Không có tiếng hát yêu thương vang vọng thì ở đó sẽ bật lên tiếng khóc, tiếng la, tiếng con quạ giận người, tiếng gà con lạc mẹ thảm thiết, tiếng con nhái kêu trời khi rắn cắn ngang lưng. Kể cũng sợ thật đấy, người ta sẽ sống ra sao khi tiếng hát yêu thương không còn cất lên được nữa. Anh Trương Chi, Trương Chi, Trương Chi con. Kìa bà con, kìa. Giờ này mà con chưa chịu ngủ đi sao? Thưa lão trài, thưa bà con, bà con xóm bến vạn trài vẫn còn thức cả, con ngủ sao được? Chẳng giao ước mà lâu ngày thành quen lệ, giờ này nhà nhà đều im ắng, tiếng thoi dệt cởi ngừng đưa, tiếng chày giã gạo thôi nền. Ông già nín nhịn cơn no, bà mẹ vỗ về cho con thơ yên ngủ. Khoảng trời này, khoảng trời này là để dành cho tiếng hát Trương Chi. Người ngồi tựa mái tranh, kẻ ngã mình trên võng, anh con trai xóm bến ngơi tay chắp thừng, cô gái vạn trài ngồi tựa mạn thuyền buông kim vá lưới. Ai, ai ai cũng đợi chờ tiếng hát Trương Chi. Đúng, đúng. Ai cũng đợi chờ tiếng hát Trương Chi. Vậy mà, bà con ơi, lão trài ơi, con đã nửa tháng nay con không được hát, con đã phụ lòng mong đợi của bà con xóm bến vạn trài. Anh Trương Chi, chúng tôi ra đây không để đòi anh phải hát, mà để cùng anh thao thức nhìn nhau. Lòng chúng tôi cũng nghẹn lại như anh khi mảnh đất này mất đi tiếng hát. Thả đến đây để được cùng anh chia sẻ nỗi đau buồn uất hận, còn hơn là đêm hôm khuya khoắt nằm trằn trọc trên manh chiếu rách, nghe bốn bề run rế kêu than, tiếng côn trùng gợi bao điều kinh sợ, những hồn ma, những hồn ma bóng quỷ hiện về dọa nạt chúng em. Anh Trương Chi ơi, vắng đi tiếng hát của anh, chúng em buồn vô hạn, chẳng biết làm anh, chẳng ước mơ có ngày đi hồi như cô tấm ươm thử hài hoa. Lời thề nguyện lứa đôi trở thành nhạt nhẽo, nghĩ tới chuyện trăm năm mà lòng dạ hững hờ. Làng xóm lặng đi, nhưng không phải là sự lặng yên nghiêm cẩn, để dành khoảng đất trời cao rộng cho tiếng hát cất lên, mà là sự lặng yên trong sương đêm trùm xuống, lặng yên như thể đưa tang. Ai nấy tưởng trong người ớn lạnh dùng mình lo sợ, một điều chi như tai họa sắp xảy ra với cuộc đời mình. Đấy, tiếng côn trùng rầu rĩ cất lên rồi đây. Lưỡi kiếm thanh đao, lưỡi kiếm thanh đao cũng không thể chém được những âm thanh riêng gì, mà như con rắn yêu tính trăm mắt ngàn đầu. Làm thế nào, làm thế nào để dập tắt được những tiếng côn trùng đang rầu rĩ kia, khi tiếng hát yêu thương vẫn còn im bặt. Các anh không dám lên thì đưa đoạn đau đây. Tiền Phạm ơi, Tiền Phạm, cẩn thận đi con, cẩn thận. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, Phạm ơi. Cháy cơn nắng theo mùa câu, xưa xa cũng nồng tầm rụng lá cây dâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khao khát trong từng bóng người. Ta hát cho giọt lệ đừng rơi trên má em tan mất niềm vui. Vòng mưa, trên vòng mưa đẹp dần mơ ta hát cho dạt dào dòng sông cho bên quê tha thiết chờ. Dạ, cắt lưỡi nó cho tao. Đừng hát nữa. Không, tiếng hát không thể chết. Dù Trương Chi tôi oan thác bởi cường quyền, thì những cây bạch đàn sẽ thay tôi cất lên tiếng hát. Trương Chi. Với cây bạch đàn tranh, cho lá thơm gọi đầu cô gái quê nghèo khó. Với cây bạch đàn nhô dòng lá thướt tha buông, như cô gái vạn trài hong tóc bên sông. Với những cây bạch đàn cho gỗ gác khóa giang nhà, hay dựng cột buồm cứng cáp, và cho ta mái chèo khuấy nước bền bỉ tháng năm. Hãy ở lại với bà con, anh Trương Chi. Hãy ở lại với quê hương và thay ta cất lên tiếng hát. Mỗi khi trời rộng nắng lên, hay trăng vàng tỏa xuống, ngọn gió đông nam man mát thổi về, bạch đàn hãy thay ta cất lên tiếng hát. Ta xin gửi lòng ta trong tiếng gió bạch đàn. Gửi gắm mãi. Sao? Ta hỏi mày, mày có dám hát nữa hay không? Đừng hát nữa. Trên vòng mưa đẹp dưới mưa hoa, ta hát cho dạt dào dòng sông cho bên quê tha thiết chờ. Chết nó cho tao. Chẳng tốt đâu. Thằng tốt đâu. Ôi cái thằng. Thằng tốt đâu. Ui giời. Giời ta bảo mất mình ngủ cả. Thằng tốt. Ui giời ơi thằng nào đấy. Lão. Tao bảo mày trong thuốc mà mày lại ngồi ngủ gật. Thuốc mà cháy á
thì mày ốm xác, tao sẽ cho mày một trận. Úi giời, đã cháy đâu mà chưa cháy, tao cho mày một trận. Úi giời, đã cháy đâu, cháy đâu. Mày, giời, đã cháy đâu, hay dù. Mày, ông đánh ai đây? Đánh thằng tốt chứ đánh ai? Nhà thầy đã về. Trương Chi chết, tiếng hát không còn, lũ ma quỷ hiện lên đây đó. Nhà thầy đắt khách, thế là nhà thầy được. Còn ta, cuộc đính hôn vẫn chữa thành cho. Thầy phù thủy ơi, thầy phù thủy ơi. Thầy gì? Ồ, theo đuổi mãi mà mị nương có đoái hoài đến đâu. Cái thằng sao em trai ý đoái thương cho nỗi sầu em mới ý ngỡ đỡ làm sao. Làm sao em trai ý đoái thương cho nỗi sầu. Ai làm sâu nước bị xía có bác ý cầu nên ân ai. Đi rửa ấm, sắc thuốc mau lên. Dạ bẩm con lui à. Đi. Còn nhà thầy, ta cử nhà thầy đi dò xét. Nhà thầy có thấy gì không? Tôi đã đi dò la xem xét thực hư. Thì quả nhiên là cây bạch đàn vẫn cất lên tiếng hát. Đêm tiếng hát vẫn vọng về lầu Tây, khiến cho mị nương thêm nỗi hận sầu. Ông nói lạ, bạch đàn thì làm sao mà cất được lên tiếng hát? Mà đêm nào ta chẳng nằm thao thức, ta cũng nghe thấy quái gì đâu. Tai của tôi và tai của ông thì làm sao mà nghe thấy được. Thế à? Nó vẫn cất lên tiếng hát à? Ừ. Không sao, một cây bạch đàn biết hát, chứ cả một rừng cây bạch đàn biết hát, ta cũng chặt phăng đi. Lần này phải cẩn thận mới được. Tôi phải làm phép niệm thần chú vào rìu, rồi khi đào hết gốc rễ lên, phải yểm bùa ngay ở dưới hốc cây thì họa may ra mới trừ tiệt lọc được. Đúng lắm, nhà thầy hãy chỗ tài phù thủy cao tay trừ tiệt lọc tiếng hát ấy cho ta. Nhưng làm phép vẽ bùa thiêng thì lại phải cần có máu. Sao? Máu người hay máu súc vật? Máu người thì tốt, nếu không thì máu chó cũng được. Giết người thì khó, mà sai người đi mua chó thì lâu. Không cần, vì công tử tôi có thể hiến máu mình. Hả? Ấy chết, nhà thầy liều thân để giúp ta ư? Đúng, tôi chỉ cần cắn ngón tay lấy máu vẽ bùa thiêng. Vì bước đường công danh của công tử, dù có phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng còn chẳng tiếc thân, huống hồ hiến máu. Cảm ơn nhà thầy đã trung thành với chủ. Ít ra thì ta cũng không phải sai người đi mua con chó về đây. Bây giờ ra mang hai chiếc rìu thật sắc ra đây cho ta. Dạ. Dạ bẩm công tử, rìu đây. Tốt, chúng mày múa thử vài đường rồi quỳ xuống dâng rìu sắc để thầy phù thủy làm phép, rồi theo ta đi trừ khử yêu ma. Dạ. Đi
Có sự gì bất chắc xảy ra cho nên tiếng hát tắt ngang chừng. Hay trong mỗi chúng ta đã có ai phạm lỗi lầm chăng? Không ạ. Một tiếng cười vô ý, hoặc là một tiếng động nhẹ, hay tấm lòng ai đấy đã thiếu đi nỗi niềm thiết tha yêu tiếng hát Chương Chi. Phạm giả những gì cao quý thiêng liêng thì mọi sự xúc phạm nhỏ thôi cũng bị quở trách. Hay là chị em chúng mày lại đùa nghịch phải không? Dạ, không ạ. Không mà, không ai có lỗi lầm gì cả. Vậy thì tại sao, tại sao lại tắt đi tiếng hát Bạch Đàn? Bạch Đàn ơi, xóm bến Vạn Trại vẫn làm ăn thuần hậu, vẫn là người thủy chung tròn nghĩa vẹn tình. Ai cũng tiếc thương anh Chương Chi à. Chúng tôi vẫn vun gốc Bạch Đàn và nhặt cỏ xung quanh. Vậy thì anh giận dỗi điều chi mà anh không hát nữa? Kìa, một tiểu thư ở chốn lầu son đã tới. Có lẽ vì thế Bạch Đàn không hát cũng nên. Ai như là Mị Nương? Mị Nương? Nếu quả đúng là Mị Nương thì không đáng được nghe tiếng hát. Thôi, bà con ta về thôi. Thôi, ta đi về thôi các cháu. Ta về thôi bà. Không, ta về thôi. Tiểu thư ơi, đây chính là cây bạch đàn mà em đã kể với tiểu thư này. Nhanh lên tiểu thư ơi. Và tưởng giữa khí trời phảng phất một mùi hương trong gió nội ngọt ngào. Từ xa ta đã thấy bao người quây quần quanh gốc cây này, chừng như nghe tiếng hát. Vậy mà khi ta tới đây thì bốn bề im ắng, cây lặng gió yên, những người dân kia cũng bỏ ra về. Phải chăng ta không đáng được nghe tiếng hát? Ôi, nơi này mà dựng một am mây thì thật là rất đẹp. Tĩnh mịch, vắng vẻ, lại xa cách phàm trần. Thị Hường em. Dạ.
ta muốn đục một mình dưới gốc bạch đàn. Em có chiều ý ta không? Dạ, thưa vâng ạ. Ước gì ta sẽ được ở lại đây với bạch đàn mãi mãi. Ôi, một chiếc am mây, một chiếc am mây dưới gốc bạch đàn. A Di Đà Phật. Nghe nói nhà sư vốn dòng quê cát, do chán ghét cảnh đời mà cắt tóc đi tu. Đã mấy mươi năm đèn nhang thờ Phật dưới gốc bạch đàn, tóc đã pha xương, lòng như băng tuyết. Cho kẻ mọn này xin được tới thăm. Bần đạo quy y, bởi lòng trắc ẩn đã bấy nhiêu năm, tưởng như rũ sạch lửa trần, quên lãng chuyện đời, cầu niệm Phật thay cho lời thư gửi. Bỗng hôm nay thoạt nhìn quý khách, bần đạo giật mình nhớ lại một sáng hình đã gặp khi xưa. Cuộc gặp gỡ hẳn là kỳ lạ, cho nên mới để lại hình bóng tri ân cho đến tận bây giờ. Người ấy có sáng hình hao hao như quý khách, và cũng cầm chèo khuấy nước đưa chiếc đò ngang. Người ấy hát rất hay, tiếng hát động lòng người và thêu dệt bao điều mơ ước. Cũng bởi vì tôi say mê tiếng hát mà khiến cho người phải mang họa vào thân. Tiếc thật, thế là tiếng hát cũng theo người vĩnh viễn trôi đi. Không, tiếng hát không chịu chết. Hồn anh lái đò đã nhập vào gốc cây bạch đàn này, và đêm đêm vẫn cất lên tiếng hát. Chắc nhà sư lập chiếc am mây dưới gốc bạch đàn để hàng ngày được nghe tiếng hát. Đã bấy nhiêu năm, không ngày nào, đêm nào tôi không mong đợi, vậy mà cây bạch đàn vẫn cứ lặng thinh. Có phải chăng tôi không xứng với lòng người oan khuất, hay chuyện bạch đàn cất lên tiếng hát chỉ là những lời đồn đại mà thôi? Không, chuyện tiếng hát bạch đàn là thật. Chỉ tiếc rằng người ở ngay dưới gốc bạch đàn đã mấy mươi năm mà vẫn chẳng được nghe tiếng hát. Bần đạo thật đúng là một kẻ vô duyên. Không, không phải thế đâu thưa tiểu thư. Tiểu thư sẽ không bao giờ được nghe tiếng hát nếu tiểu thư vẫn chưa nhận ra điều sai sót trong chính tâm khảm của mình. Trời ơi, sao quý khách lại nói với bần đạo những lời như vậy? Hay quý khách chính là... Vâng, tôi là... Người hát dưới trăng y ta. Thường hát dưới
bạch đàn. Cây bạch đàn làm sao? Cây bạch đàn đã bị người ta thiêu cháy rồi ạ. Ôi lửa đốt bạch đàn hay thiêu đốt lòng ta? Trời ơi, cầu trời mưa xuống, mưa dọn xuống ngay đi. Tiểu thư. Lửa thiêu đã tắt, cây bạch đàn cháy hết rồi, có phải không em? Dạ, thưa không. Anh Tốt vừa cho em biết rằng cây bạch đàn tưởng như cháy hết, vậy mà vẫn còn một khúc lõi gỗ nằm yên trong đống tro tàn. Còn khúc lõi cũng là còn em ạ. Em có cách nào giúp ta đem được khúc lõi ấy về đây không? Dạ, em sẽ nhờ anh Tốt may ra thì được. Vậy ngay bây giờ em hãy giúp ta đi. Thưa tiểu thư, em sẽ đi ngay. Nếu được thì chỉ một lát nữa thôi, khúc lõi gỗ bạch đàn sẽ về với Lầu Tây. Ôi, có phải hồn trạng kết tinh trong lõi gỗ bạch đàn, cho nên không thể lửa nào thiêu cháy. Mộc giỏi nhất kinh thành, nếu tiểu thư chỉ nhận về mình một phần lõi gỗ thì cha em sẽ giúp tiểu thư tiện ngay một chiếc chén bạch đàn. Hàng ngày tiểu thư uống nước, dù có đi đâu cũng có thể mang theo chén nhỏ bên mình. Em nói nghe phải lắm, vậy nhờ em nói với cha hãy giúp ta làm ngay chiếc chén. Dạ thưa vâng ạ.
kìa, trời hừng sáng rồi. Thì Hường em, dạ, em hãy chạy ra mở hết các cửa lầu cho ngập tràn ánh nắng. Vâng, em sẽ mở hết cửa lầu cho ngập tràn ánh nắng, cho lòng người chan chứa niềm vui. Nắng cho nắng lên dẫu mà ta Mị nương. Dạ. Cha vừa thiết chiều về, thấy con vui vẻ là lòng cha thanh thản. Ngọn lửa thiêu đốt bạch đàn đã khiến cho cả kinh thành náo động. Trăm quan phẫn nộ, dân chúng bất bình. Ngay đêm qua, đức vua đã cho đòi cha đến để hỏi nguyên do, và cha đã tâu lên ngọn ngành sự thật. Đức vua thương tiếc Trương Chi và căm giận tên Hoàng Công Tử, người đã tỏ đức anh minh, ban sắc phong thần cho người tài hoa oan thác, và hạ chỉ tống giam kẻ đã dốc tâm chôn vùi tiếng hát yêu thương. Còn riêng con thì tiếc thay, gương đã vỡ rồi. Gương vỡ thật rồi ư? Gương đã vỡ, hay mặt ta chia làm hai mảnh? Một nửa cũng dịu hiền, đa cảm ưu tư, một nửa lại kiêu kỳ vênh váng đài các. Tiểu thư gắng tỏ ra mình là người lịch thiệp, nhưng chính trong ánh mắt của tiểu thư thầm nói với tôi rằng: thôi, người đến đây làm chi nữa, ta chỉ cần tiếng hát của người thôi. Gương đã vỡ, nhưng mày vẫn còn lại cho ta chiếc chén bạch đàn. Cha em quả thật khéo tay, ta chưa từng trông thấy chiếc chén nào đẹp đến thế này. Cảm ơn em nhiều lắm. Dạ, còn đây là bình nước mưa trong. Ta đang khát cháy lòng, chính ngọn lửa thiêu đốt bạch đàn đã làm ta cháy khát. Dạ, có chén gỗ bạch đàn, mời tiểu thư uống nước cho khuây. Thanh thang một chiếc đò.
sông. Trương Chi, nàng chết theo ta phòng có ích gì đâu. Mong nàng hãy sống yên vui. Chỉ cần nàng biết cho điều nàng cần phải biết. Nàng ơi, không có Chương Chi thì không có tiếng hát. Sao nàng thiết tha yêu tiếng hát mà nàng lại xem chừng hắt hùi Chương Chi? Trời ơi, sao đến bây giờ ta vẫn chưa hay một điều đơn sơ ấy? Ôi Chương Chi, em có tội với chàng. Ôi, chiếc chén vỡ tan, chiếc chén vỡ tan không tìm thấy mảnh. Chiếc chén vỡ tan vì giọt nước mắt của mình nhỏ xuống hay chăng? Chiếc chén tan đi để gương kia lành lại. Gương mặt ta đã không còn gãy khúc chia đôi. Chiếc chén tan đi khi lòng ta hoàn thiện, mang bóng hình, mang bóng hình và tiếng hát Chương Chi. Chèo chưa buông mai,
cánh thô ta vẫn chèo chưa buông mai, cánh thô ta vẫn chơi. Trong suốt 20 năm đi tìm hải cốt đồng đội, tôi đã đi phải đi đi về về, đi đi về về. Tôi là báo tử về, báo tử về chắc chắn là nó chết rồi mà còn sống trở về. Nó là những chuyện chưa bao giờ xảy ra cả. Mày ở đây, còn tao đâu? Thực sự lúc đó trong lòng tôi rất đau, rất buồn. Mình đi làm cái việc này là đưa đồng đội mình về đây, rồi mình đưa đồng đội mình ra nghĩa trang, là một cái việc đúng với lương tâm của mình, thì không lý gì đồng đội lại hại mình. Nó giống như một sứ mệnh vậy. Em là một cô gái Tây Bắc, em nghĩ rằng mình nên làm một cái gì đó cho quê hương mình. Và mình có được thiên phú với giọng hát của mình thì mình hãy đưa nó đến gần với khán giả hơn. Chạm được tới trái tim yêu thương của tất cả mọi người. Vậy khi em hát thính phòng hay dân gian hay nhạc nhẹ thì quý vị khán giả đều có thể tiếp nhận và nhớ được cái tên Đỗ Tố Hoa. Giọt mồ hôi là muối trên đồng, đi qua lễ hội ngày xuân, sắc màu làng ta nào thắm hơn cô. Tất cả những cái vẻ đẹp của quá khứ, của thôn quê, của một cái vùng gọi là văn hóa lúa nước ấy, lúc bây giờ nó đầy ắp ở trong tôi. Và trên đường về từ Hà Nam về Hà Nội thì tôi đã viết gần như xong cái bài hát này. Phan-xipang là vàng của núi Bắc, rong sầu tươi mát là bạc của biển Đông, tạo nên Catalia, nước rong biển ép vị sâm Phan-xipang giúp thanh lọc cơ thể và bổ sung dưỡng chất Catalia, sức khỏe vàng cho người lớn tuổi. Thưa quý vị và các bạn, ước mơ của bao học trò nghèo là được cắp sách đến trường, nhưng trên thực tế, nhiều em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa đã phải nghỉ học giữa chừng do gia đình quá khó khăn. Bên cạnh đó cũng có biết bao nhiêu câu chuyện học trò nghèo vượt khó để đến trường. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện của những học trò ở huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Bố mẹ bận con ở nhà trong em, lau nhà quét nhà, rồi đút em ăn cơm. Cuộc sống của Nghi cứ thế xoay vòng từ bàn học đến công việc ở nhà. Dù không phải bươn trải mưu sinh như bao cảnh đời khác, nhưng cũng chịu nhiều thiệt thòi, nhất là trong những ngày thiếu nhi cần được vui chơi. Bố mẹ rất ít khi đưa con đi chơi, có khi nghỉ hè mới lên được chơi.